Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh hiện tượng rắn lạ xuất hiện ở đình Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh đã được đăng tải gần đây trên các trang mạng xã hội, gây ra sự tò mò, hiếu kỳ trong dư luận, nên được rất đông người kéo đến xem. Hôm nay, chúng tôi đã có mặt tại địa điểm trên, ghi lại những hình ảnh thực tế và qua lời kể của chính người dân địa phương. Tôi họ tên là Ngô Bảo Lập, ở khu phố Tam Lư. Tôi là hội phó hội người cao tuổi. Đấy, từ bắt đầu là cụ về đây ngự là đầu tiên là ngự ở cái gốc cây si ở cách cái gốc to kia lui lại về đây có 5 đến 6 mét. Cụ ngự đấy trong mùng 10. Thì trong ngày mùng 10 đến đêm 11, đêm mùng 10 và dạng ngày 11 thì bác ngài về ngự gốc cây đằng sau ạ. Gốc cây anh phải ra quay lại chỗ mà gốc cây cụ về ngự đầu tiên. Sau đến ngày 14 thì từ hôm ra là cho các dân là thấy vào thành kính là ngài ngự đây, xong bắt đầu với cô ở bên Lễ Xuyên và có mấy cô đồng thì cũng sang là mời ngài, nếu phải ngài là thần đấy, hai cô mà một cô Mỹ ở xóm và một cô ở Lễ Xuyên thì hai cô là để bảo là nếu phải thần rắn mời ngài đi xuống đây đấy, thực tế ạ. Thế còn nếu phải rắn thì lao xuống nước. Thế là sau từ từ bắt đầu ngài đi vào để đấy, ngài đi vào để ngự ở đây. Thế từ hôm giờ là bà con trong xóm rồi là quây quần ra để gọi là chiêm ngưỡng ngài phù hộ cho ra để cho dân làng làm ăn may mắn mạnh khỏe, bà con bình an để trong mấy ngày Tết. Là cụ có đây không? Dạ vẫn còn làm mấy cái ạ. Vâng, vẫn làm mấy cái đây ở chỗ bấm nước. Thế còn đến 2 giờ chiều ngày hôm qua là ngày 16 thì bắt đầu ngài tự nhiên nó bắt đầu quấn một vào đi từ từ leo vào cái đĩa gạo trên có 3 quả trứng đấy, là lúc 2 giờ chiều tức là quay đấy, rồi có anh em bà con cháu nó có quay lên Facebook mà đúng là chuyện thật. Thế cỡ thì là thế đến 3 giờ thì bắt đầu ngài bắt đầu thấy ấy là đông người xem quá, thế là ngài gì thế lại giá lại bị vị trí cũ và lại quấn vào cái chai nước đấy đến tận đêm qua. Thì sau từ qua giờ là vào nay một ngày đêm lạnh ấy là lại ngủ vào đấy chỗ an toàn, bây giờ vẫn nằm yên vị tại chỗ đấy. Đấy sự việc tất cả dân tình chúng tôi đây thì cái sự việc thật không lắm mà bác bỏ gì cái đấy cả, sự việc đấy có thực tế từ gốc chi cách đây vào độ đến ra đấy phải 50 mét vòng vẫn vòng quanh nhau mà. Vâng, báo cáo anh thế là cái sự việc của tôi là đến đây để rõ cụ thể cho bà con biết được là cái tâm linh ở đây. Bà con trong 3 xóm tôi là vẫn từ hôm giờ lúc nào cũng đâu có chiều qua. Anh mà đến chiều hôm qua thì tôi cũng xin đại không làm gì được. Đông tất cả là từ ngoài kia về đây cả đông kín mít hết, không có đường vào. Đấy, chiều qua đấy ạ. Thế xin cảm ơn tất cả bà con, anh chị em cùng về để chiêm ngưỡng. Bây giờ hiện tại bây giờ vẫn đang, ngài vẫn đang ngự ở đây. Đấy. Thế cảm ơn tất cả các anh đã về, các bác đã về dự đây để tham quan vãng cảnh 1-2 lần để cùng với nhân dân chúng tôi để gọi là ngự trong cụ ngự đây như thế nào, đến bao giờ. Nhưng mà cũng là cái đấy, do nhân dân hội lần hai làm hết hội xong lại hội tiếp hội lần hai. Từ hôm nay là con hết rồi.
14 con rắn có đây không? À 15 hôm qua. À 16, 16. Nướng muốn quay ra Phật Bà này. Đây là cũng dân tình cũng khấn quay ra Phật Bà. Thế còn bây giờ cái mà quân rơi có à, quân... Hình tượng rắn được biểu trưng cho sự tái sinh, may mắn và giàu có. Xin được gửi lời chúc tới mọi người, nhà nhà xuân mới được bình an, vạn sự cát tường. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.